Thưa quý vị, trận sóng thần hủy diệt ở Tonga đã để lại nhiều hậu quả đau thương. Tuy nhiên, trong câu chuyện này cũng có những điều kỳ diệu. Mà điều kỳ diệu ngay sau đây chúng tôi gửi đến cho quý vị. Đó chính là có một người đàn ông 57 tuổi đã đánh bại sóng thần và sóng sót thần kỳ trở lại nhờ việc là bơi liên tục trong 28 tiếng đồng hồ từ biển về đất liền. Và cư dân mạng đã ví ông như thần biển Aquaman ngoài đời thực. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông Lisala Follow, sống trên hòn đảo nhỏ Atala, cách thủ đô Nuku'alofa của Tonga khoảng 8 km, đã được anh trai cảnh báo về trận sóng thần sắp tới nên đã kịp thời leo lên cây trú ẩn. Tuy nhiên, ông đã leo xuống sau khi cơn sóng thần đi qua. Không ngờ rằng cơn sóng thứ hai thậm chí còn lớn hơn trận đầu tiên, nhanh chóng ập đến, cuốn ông cùng gia đình ra biển. Tôi không thể đi lại bình thường, cả hai chân của tôi đều không hoạt động bình thường. Tôi tin rằng một em bé có thể đi nhanh hơn tôi vì vậy tôi chỉ cố nổi lên giữa những con sóng lớn liên tục ập đến trong lúc vật lộn giữa biển cùng các mảnh vỡ và tro bụi núi lửa ông Follow đã suy nghĩ về gia đình của mình để lấy động lực tiếp tục chiến đấu con gái của ông Lisala Follow đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy hành trình vượt đại dương của ông trong suốt 28 giờ và nó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.